Nếu ai may mắn gặp được bốn đại duyên, gặp thầy tốt, bạn tốt, ý trung nhân tốt và cơ hội, sẽ làm thay đổi số phận người đó mãi mãi. Kính chào quý vị đã quay trở lại kênh Dạng Ngọc Nhân Sinh. Thưa quý vị và các bạn, khi bước đi trên đường đời, những cuộc tương ngộ, tương chi, tương giao giữa người với người đều là duyên phận. Kể cả là khi những người chúng ta đi ngang qua, chỉ lướt qua, thậm chí còn chẳng kịp nhìn thoáng đi qua, đó đều là những mảnh sợi duyên từ bao đời bao kiếp đang xen giao hòa với nhau mà tạo nên. Và như là một món quà của số phận, hết thảy những mối tương giao, tương ngộ vì cái duyên đó sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều những sự tình, sự việc đang xen tốt xấu, quả phúc, may rủi. Và đương nhiên, mỗi người đều hy vọng trong đời kết được những mối nhân duyên tốt đẹp. Nhưng điều này không phải là chuyện dễ dàng. Nếu một người có thể thành tựu được bốn đại duyên sau đây, thì người đó sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Thứ nhất là gặp được thầy tốt. Cổ nhân có câu, đắc ngộ lương sư, tam sinh hữu hạnh. Có ý nói rằng, gặp được thầy tốt như ba đời có phúc. Đọc ngàn cuốn sách không bằng đi dạng dặm đường. Đi dạng dặm đường không bằng gặp nhiều cuộc đời. Gặp nhiều cuộc đời không bằng thầy tốt chỉ đường đời. Người giống như một cái cây, không cắt tỉa thì không thành hình. Nếu chỉ mò mẫm dựa vào cảm giác của bản thân thì sẽ rất dễ bị lạc đường. Nếu gặp được thầy giỏi vuông trồng, chăm sóc sẽ như ngọn đèn sáng, giúp ta thoát khỏi mê mờ, tìm ra con đường phía trước. Gặp được bậc minh sư, có thể giúp bạn hiểu rõ năng lực tiềm ẩn trong con người mình hơn, truyền dạy cho bạn tri thức kỹ năng, mách bảo bạn cách đối nhân xử thế, giúp bạn bớt phải đi đường vòng. Có câu rằng, bạn trở thành người ra sao, phụ thuộc vào việc bạn gặp được người như thế nào. Trên con đường dài của cuộc đời, một người có thể đi rất nhanh, nhưng chỉ khi đi với một người thầy tốt, người đó mới có thể tiến xa hơn. Thầy tốt là chất dinh dưỡng và là năng lượng tích cực, là bệ phóng giúp cho ta bay cao bay xa. Nếu có duyên may mắn gặp được vị minh sư, hãy hết lòng trân trọng. Thứ hai là kết giao bạn hiền. Cổ nhân nói, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hay câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lại có câu, giàu vì bạn, sang vì vợ. Hết thảy những câu nói đó cho thấy rằng, môi trường sống và những người xung quanh sẽ ảnh hưởng lớn đến nhân phẩm, trình độ, sự tu dưỡng và đức hạnh của một người, cùng xu hướng phát triển sự nghiệp công danh của người đó. Cổ nhân có câu, cùng ngộ tam nhân, mã não thành công. Có nghĩa là, khi rơi vào cảnh bần cùng, nếu gặp được ba người này nhất định sẽ thành công. Ba quý nhân này sẽ là người có phẩm chất, đức hạnh như sau. Thứ nhất là người chính trực. Người ngay thẳng chính trực sẽ không vì quyền thế, tiền tài mà thu mình lại. Cũng không vì tài năng xuất chúng, năng lực nổi trội của bản thân mà khinh thường người khác. Trong tâm của họ luôn tồn tại một quy tắc đối nhân xử thế. Làm người cũng như làm việc, họ cho dù có gặp phải chuyện gì đi nữa, đều sẽ dựa vào nguyên tắc của mình để giải quyết vấn đề. Và dù cho có làm sai, thì họ vẫn là dám làm dám chịu, sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Người chính trực, nội tâm của họ cũng vô cùng tĩnh lặng. Dù cho có đạt được thành tựu vô số thì họ đều thản nhiên xem nhẹ, không thích khoe khoang, cũng không kiêu ngạo tự mãn. Kiểu người này, bất kể là ở giai tầng nào, dù là giàu sang hay nghèo khó, thì đều sẽ được người người tôn kính. Nếu ai có duyên được gặp gỡ, kết giao với kiểu người này, thì trong cuộc sống hàng ngày và sự nghiệp sau này của bản thân đều sẽ thu được lợi ích. Bởi vào thời điểm bạn hoang mang nhất, họ có thể chỉ ra sai lầm cho bạn, giúp bạn có thêm dũng khí tiếp tục bước đi trên con đường của bản thân. Tuy không phải dễ dàng gì có thể kết giao với những người chính trực, nhưng nếu ai may mắn gặp được kiểu người này, nhất định phải hết mực quý trọng. Thứ hai là người thành tín. Từ xưa đến nay, thành tín luôn là phẩm chất mà mọi người đều coi trọng. Người thành tín có nghĩa là người thành thật và luôn giữ chữ tín thì mới được người khác tín nhiệm. Lãnh đạo mới tin tưởng, sẵn sàng đem nhiệm vụ giao phó cho họ. Tuy nhiên, ngày nay rất nhiều người thiếu mất đức tính này. Họ đa số đều nghĩ đến lợi ích của bản thân. Nếu thấy lợi ích trước mắt của mình có thể bị tổn hại, họ sẽ không ngại ngần mà thất tín với người khác. Cũng vì tính ích kỷ của mình, nên cuối cùng đa phần họ đều bị người đời khinh bỉ, chẳng ai dám đặt niềm tin vào họ thêm một lần nào nữa.
trong xã hội ngày nay, nếu không có người sẵn lòng tin tưởng bạn, vậy thì đừng trách bản thân cứ mãi dậm chân tại chỗ, sự nghiệp không thể thăng tiến. Bởi người tuân thủ nguyên tắc thành tín sẽ được mọi người tán dương và tín nhiệm, tất cả mọi người đều sẵn lòng kết giao với họ, giúp đỡ họ. Nếu ai gặp được kiểu người này thì cũng phải quý trọng họ. Vì có được một người bạn như vậy, bạn mới có thể thoải mái mở rộng lòng. Hơn nữa họ cũng đáng là người mà bạn có thể tin tưởng, dựa vào lúc gặp phải khó khăn. Thứ ba là người có tri thức sâu rộng. Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều muốn bản thân trở nên ưu tú hơn người, nhưng tài năng đến đâu thì cũng đều có hạn. Nếu bạn có thể gặp một người nào đó có tri thức uyên bác, sâu rộng, người từng trải với kinh nghiệm phong phú, vậy thì tầm mắt của bạn sẽ được mở rộng hơn. Nếu có thể được kiểu người này chỉ dạy, thì con đường thăng tiến của bạn sẽ càng ngày thênh thang hơn. Một người bạn tốt là người hiểu bạn, người cứu giúp bạn vượt qua khó nạn trong cuộc sống. Kết giao với họ, nuôi dưỡng và đạt được thành tựu lẫn nhau là may mắn lớn nhất trên con đường phía trước. Nếu có đại duyên kết giao với chỉ một trong ba kiểu quý nhân bạn hiền có phẩm chất, đức hạnh tốt này, hoặc với cả ba kiểu người này, thì họ chính là những tri kỷ, quý nhân trong đời của bạn. Và tin chắc rằng, phần đời còn lại của bạn, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp hơn trên mọi nẻo đường. Và tiếp đến là đại duyên thứ ba, đó là có được ý trung nhân. Cổ ngữ nói, trân bảo dịch cầu, lương nhân nan đắc, có ý nói là bảo vật thì dễ tìm, nhưng người tình khó kiếm. Được gọi là một nửa còn lại của cuộc đời, cũng có ý là ý trung nhân. Trong mắt mỗi người sẽ có một ý trung nhân hoàn hảo riêng của mình, nửa kia của nhau có nhân phẩm tài năng đức hạnh tốt. Chính là điểm tựa tinh thần tâm đầu ý hợp, giúp họ vượt qua được mọi thăng trầm của cuộc sống. Sông có khúc, người có lúc, cuộc sống chẳng biết sẽ đem bao phong ba bão táp đến với bản thân và gia đình ta. Khi mà tương lai là thứ mà tất cả chúng ta đều không thể thấy trước, cuộc sống mỗi ngày một khác. Cuộc sống hôn nhân cũng như vậy, khi yêu và khi kết hôn là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Khi kết hôn rồi, cả hai người sẽ phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền và những câu chuyện khác nhau. Thế nhưng càng khắc nghiệt, con người ta càng phải mạnh mẽ đối diện. Trên cuộc hành trình ấy, còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta có một người bạn đời luôn là chỗ dựa vững chắc, đồng hành thấu hiểu, cổ vũ tinh thần. Người ấy chính là tài phú cả đời của bạn may mắn có được. May mắn nhất trên đời này là gặp đúng người, vào đúng thời điểm. Và trong thế giới trần tục này, nếu được nắm tay đi một cùng ý trung nhân thấu hiểu mình lại càng may mắn và phước lành hơn nữa. Vì thế, nếu có đại duyên phận với nửa kia của mình như vậy, nhất định phải hết mực nâng niu giữ gìn. Và cuối cùng, đại duyên thứ tư là nắm bắt được cơ hội. Có vô số cơ hội trong cuộc sống của một người, một số không liên quan và một số rất quan trọng. Bạn có nắm bắt được hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của bạn. Có câu nói, có ba điều trong đời không thể lấy lại nếu bỏ lỡ, đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Do đó cơ hội rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Nếu bạn bỏ lỡ sẽ vô cùng nuối tiếc và không thể lấy lại. Đặc biệt khi bạn còn trẻ tuổi, đó là điều giúp bạn hoàn thành được mục tiêu và tiến xa hơn trong công việc. Không chỉ có vậy, người biết nắm bắt lấy cơ hội sẽ thấy hạnh phúc hơn và có cuộc sống vui vẻ hơn. Bạn sẽ luôn cảm thấy tràn đầy tự tin và may mắn. Dù ở trong bất cứ lĩnh vực nào, dù là tình cảm hay công việc, để thành công và đạt được mục tiêu mong muốn, bạn cần biết cách nắm bắt khi cơ hội đến. Dù bạn đang làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào, cũng cần sự tận tâm thì mới đạt được thành công. Chỉ bằng cách nắm bắt cơ hội, bạn mới có thể cưỡi gió, đạp sóng như đại bàng tung cánh chín tầng mây. Tuy nhiên trong thực tế, để có thể nắm bắt được cơ hội lại là điều không hề dễ dàng. Điều đó đòi hỏi bạn cần phải có kiến thức, có kinh nghiệm và sự nhạy bén vân vân. Tất cả những điều này cần phải có thời gian rèn luyện, tu dưỡng mới có thể đạt được. Vì thế hãy luôn học hỏi nâng cao trình độ của bạn. Chắc chắn một khi cơ hội đến, tin rằng bạn có thể nắm bắt được. Thậm chí ngay cả khi cơ hội đang còn trong trạng thái tiềm tàng ẩn nấp, thì bạn vẫn có thể đánh thức nó và tạo ra bước ngoặt sự nghiệp cho mình. Xin chúc cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta có đại duyên gặp được người thầy tốt, bạn tốt và ý trung nhân tốt. Nghe được những lời hay ý đẹp,
và nắm bắt cơ hội để thay đổi số phận đời mình lên tầm cao mới. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Quý vị thân mến, xin hoan hỷ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất của Dạng Ngọc Nhân Sinh. Quý vị yêu thích trang sức phong thủy, xin cùng theo dõi kênh Dạng Ngọc Đá Phong Thủy. Đây là kênh thứ hai của tôi. Mọi thông tin tôi xin để trong phần mô tả của video hoặc đính trên phần bình luận. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.